mà lấy cái áo đen, cái áo trắng cái này đẹp. Bao tiết. Nhận ship hàng bao tiết cái này hàng đây ạ. Được chưa? Thế đã đủ tính tưởng chưa? Mua hết rồi mạc thật. Trông bao được chất luôn ạ. 50 thế này là được rồi. Vâng ạ. Anh nói chuẩn đấy. Đâu con? Chốt đơn 50 chốt đơn luôn ạ. 50 chốt đơn. 50 hai cái ạ. Áo đấy 50 thì áo hoa cúc hiện đang hot nhất hiện nay. Hot thịt là áo hoa cúc ạ. Vâng, áo hoa thứ hai là áo hoa mèo ạ. Áo hoa thỏ mọi người ơi. Mại vô hàng check in Việt Nam nha mọi người ạ. Tiêm Việt Nam là hoàng ạ. Thách thức mọi người giá chất tốt tâm 100%. Không, mày mặc lồng hay áo. Áo này mặc được 50 thì thế thôi. Thôi. Áo này là áo màu xanh nha mọi người nha. Áo này là áo địa cầu nha. Hiện đang hot nhất hiện nay. Giới trẻ rít truy lùng nhưng không thấy chỉ có ở đâu ạ. Tại diemsushop.com thôi ạ. Diemsushop nha mọi người nha. Diemsushop hôm nay mình sẽ xả cực giá cực sốc ấy. Từ năm ngoài đến năm nay, hôm nay mình sẽ xả hết cho bà con. Tổng giá là chỉ có 50 một chiếc thôi ạ. Mày mồm ạ. Nào bà ơi, cho mình xin 50 đi mặc áo ạ. Mình lấy từ hai cái trở lên 50 một chiếc ship là 5 chiếc đấy. Bao chất bao ngầu bao các loại đấy, đem hàng thoải mái. Ô nhất mặc áo được. Anh em chọn đi nào, anh em ơi. Ê, nó đi hai cái cho đơn nhá. Thì cái hai này, cái đây là mặc áo giống nhau. Cái gì anh? Tí nó sang anh ơi. Đang bán hàng. Áo này gái này ơi. Mặc được. Áo đây trông nó thanh cảnh, mặc được. Áo này đi. Trai gái mặc được hết nhà anh Sơn ơi, làm một cái cho nó bao vui bao ngầu nào. Cứ 3 phút. Ừ, mày đi ra đây mày. Tôi ở đây được. Trời ơi, cố gắng lấy cho em đi ạ. Thử hết cái lọ này cái kia mà không lấy thì phí lắm ạ. Đâu. Nhanh lên nào, chỉ giá sốc chỉ có hôm nay thôi. Duy nhất tại diemsushop.com. Đây, như đúng hả? Chỉ có hôm nay.